Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Bot Talk. Trước mắt mọi người đã theo dõi, nhà mình hiện tại đang còn hai gương mặt này để trông giữ nhà. Đó, một là cọc thỏ vàng và hai là cọc thỏ nâu đỏ cái, một đực một cái. Nhà mình hiện tại vẫn còn hai con này thôi nhá. Nhằn hạt hồng xiêm để ăn ruột hạt hồng xiêm bên trong. Đây là một chú chó vàng đực. Đấy, nhìn bề ngoài rất trường chó và dũng mãnh. Vàng quay mặt ra đây, vàng. Đấy, khi mà nhìn thấy một chú chó khác là chú chó vẫy tai lên để hóng mọi người xem. Đấy, đầu thủ của cháu. Rồi, vàng đứng yên, vàng đứng yên, đứng yên này, yên, đó, đứng yên, đứng yên. Đấy, mọi người xem đầu thủ và lưỡi mà màu vàng chất lông. Đấy, đã được tập luyện lệnh bài bản rồi. Mọi người theo dõi thì mình sẽ đi một vòng. Nào, vàng đứng yên, vàng đứng, vàng đứng, vàng đứng, vàng đứng dậy. Nào, vàng đứng dậy, vàng đứng, vàng, vàng đứng yên, đứng yên đấy, yên, giỏi, đứng yên, đứng yên, yên. Đứng yên này. Đó, mọi người theo dõi thì mọi người có thể thấy mình đã tập cho bạn ấy đứng yên như thế này để quay cho mọi người. Mọi người theo dõi cái video này thì gọi mang tính chất giải trí, và có nhu cầu muốn nhân giống thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Chú chó này hiện tại đang ở Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên. Vàng. Đấy. Hiện tại là mình đang cân bạn ý lên là được 23 kg. Đó, thì mọi người theo dõi có nhu cầu thì có thể liên hệ qua mình để nhân giống, hoặc là chia sẻ giao lưu anh em đam mê dòng chó mông cọc. Đó. Hiện tại cá thể nâu đỏ của nhà mình kia thì đang say lơ. Đấy. Mích nào, mích. Đó, nâu đỏ nhà mình đang say lơ. Rồi, bạn này thì mình đang cân lên thì được khoảng tầm 15 cân rưỡi. Đấy, sai lơ đứa đầu tiên. Và anh em đang có ý định là muốn để lại để gây một đàn để có giống chó để chơi. Thì anh em nào có đực đỏ đẹp thì có thể liên hệ giao lưu với cả anh em. Đây nhá mọi người nhá, hiện tại nhà mình còn hai cá thể này thôi. Đấy, một đực một cái. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu muốn giao lưu với cả mình thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình. Xin chia sẻ cùng tới với cả mọi người là một số vài cá thể của nhà mình có đặc điểm và đặc tính khác nhau. Đây là một chú chó cái, nhìn mắt của bạn ý nhá. Mọi người chờ mình sẽ zoom lại. Mic ngồi yên nào. Đấy, cá thể này thì hiện tại đang say lơ và được khoảng tầm 8 tháng gì đó. Mọi người theo nhìn thấy cái cá thể này thì
thì nó sẽ mạnh mẽ hơn các dòng chó cái bình thường. Bởi vì hiện tại là mình đã kiểm tra bạn ý có hai râu ở dưới cằm thôi. Đấy. Đấy, nhìn là nó sẽ rất là dữ dằn hơn là kể cả con đực vàng này nhà mình, nó cũng giữ con cái nó cũng dữ dằn hơn con đực đó. Đấy, mình nuôi đam mê thì cũng chia sẻ cái kinh nghiệm đó. Mích nào nào nào, mích chú ý, mích năm năm không năm đó. Bạn này cũng là tơ nên là cái tính bắn nhắng của bạn ấy vẫn còn, không lên tính như bạn đực kia. Đấy. Nhưng mà qua mình huấn luyện thì đợt này cũng nghe 5 món 5 nghe khá khá là điềm đạm rồi. Đó, đây là tầm chó này, gọi là tầm chó choai nha mọi người nhá. Mọi người theo dõi video này thì mang tính chất là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Đấy, chứ không phải là kiểu khoe chó hay là gì đâu. Đấy, nếu anh em mà có nhu cầu mà muốn giao lưu với cả mình thì cứ liên hệ qua số điện thoại tới nhà mình uống nước để buôn những câu chuyện về giống chó mà mình anh em mình đam mê và yêu thích. Đấy, trong quá trình mọi người thử thức video thấy video hay, nhớ like và chia sẻ cái video này để mình cùng nhau học hỏi lẫn nhau. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn ấy về nhà rồi mình sẽ buôn chuyện tiếp với cả mọi người nhá. Mọi người theo dõi thì hai cá thể vẫn nằm đấy, thì mình sẽ gọi từng bạn về nhà một. Mích vẫn chưa được nhá. Bạn vàng bên kia bạn chưa nghe được. Vàng năm hướng, vàng năm hướng, năm vàng năm năm xuống, vàng nằm xuống, nằm. Bạn vẫn chưa nghe được lệnh. Mích về. Đó, bạn sẽ đi về. Nào, đi về. Về. Đó. Vang. Về. Đó. Đó, mình sẽ điều khiển cho các bạn đi về nhà của mình như thế này. Đấy. Và thậm chí mọi người theo dõi thì mình có để cả nguyên cửa cửa ở đây. Thì cho các bạn ý biết là các bạn ý có thể đi ra ngoài không. Bởi vì là khi mà có mình ở đây thì hầu như là các bạn sẽ không đi ra ngoài đâu. Rồi. Đấy, các bạn chỉ chơi quanh sân này thôi. Thậm chí là mình mở cửa chuồng như thế này đây. Để khi nào mà bạn ấy không chơi nữa thì bạn ấy sẽ tự vào chuồng. Trong quá trình thưởng thức video, mọi người có những vấn đề gì khúc mắc chưa hiểu rõ và muốn được chia sẻ thì cứ một gọi điện cho mình, hai là comment ở phần bên dưới để mình biết được, mình sẽ trả lời kịp thời. Đấy. Thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc các anh em năm mới thành công, đam mê nuôi dòng chó mông cọc.